Sau hàng nhà đầu địa xin kính chào các bác. Em tiếp tục lên sóng một chiếc máy rửa bát hàng VIP Panasonic NPTM7 các bác nhé. Cái dòng hai cánh mở dưới này máy nó rất là hiếm, không nhiều, máy đẹp. Rất là hiếm, đây được con này rất là đẹp, hai cánh mở dưới các bác này. Đấy. Chiều cao 60 phân đấy, rất là phù hợp cho các bác mà chiều cao từ mặt đáy mặt bệ bếp đến đáy thùng bếp 60 phân. Đấy. Con này có thể để âm tủ hay để trên mặt bệ bếp đều được. Một con đẹp mỹ mãn toàn diện, trắng đẹp các bác nhé. Hình thức rất là đẹp luôn. Lưng nước cũng rất là đẹp, mặt mũi sáng sủa đẹp. Em để số 2 nhé. Điều khiển thì mọi thứ rất là đẹp này. Đấy. TM7 Panasonic. Con này sản xuất năm 2014. 2014 nhé. TM7. Nội thất thì cũng rất là mới ạ, sạch sẽ. Nói chung thì so với các cái dòng TM thì thiết kế thì nó vẫn như vậy thôi, nó chỉ cải tiến một chút thôi. Ngay so với chiếc ở trong rất là sạch sẽ, đẹp, nói chung là hàng đẹp, hiếm. Tay cửa thì rất là mới con này. TM7 em bán là 6.8 nhé. Giá 6.8 chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nha. Đổi nguồn em bán của Liwa là 450.000 ạ. Địa chỉ của em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Loại máy được bảo hành 6 tháng. Tất cả các máy sẽ được hỗ trợ sau hết bảo hành thoải mái ạ. Vì là em chuyên về máy rửa bát cho nên là không có cái gì mà không xử lý được. Các bác nào nhu cầu lấy các bác liên hệ nha. Giá 6.8 chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Chào các bác.